Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 2 trong sách giáo khoa Sinh học 6 trang 51. Đề bài như sau: Em hãy cho biết vỏ cây to ra nhờ bộ phận nào? Trụ giữa to ra nhờ bộ phận nào? Và thân cây to ra nhờ đâu? Như vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy xem lại phần lý thuyết một nhỏ tầng phát sinh có trong sách giáo khoa trang 51. Sau đây cô và các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Thứ nhất, đó là vỏ cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ nằm ở giữa phần vỏ và biểu bì thứ hai là trụ giữa to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh trụ nằm ở giữa vị trí mạch gỗ và mạch dây thứ ba đó là thân cây to ra nhờ sự phân chia của mô phân sinh ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ như vậy cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 2 sách giáo khoa sinh học 6 trang 51